Xin chào các bạn Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma Có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1036 rồi Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn Đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm là 1035 ngày hôm qua khi mà thi chỉ mới vừa ấp chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hoàng Minh, bạn Trang Huỳnh và bạn Kim Ngân các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó Thì các bạn vui lòng gửi qua email a gmail com Hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm Để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ bạn nữ này quê ở tân thạnh long an bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện ba câu chuyện này thì có hai chuyện là do bản thân của bạn đã trải qua và một chuyện thì xảy ra trong gia đình của bạn Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Lúc đó thì bạn mới vừa thi xong cấp 3. Trong cái thời gian mà đợi điểm thi á, thì những người bạn thân của bạn đã rủ bạn nữ này lên trên thành phố Tân An để mà vừa đi chơi nè. Với lại đi kiếm thêm việc làm để mà tập đi làm với người ta đó. Thì bạn nữ này là từ nào tới giờ ở trong quê nha các bạn Chưa bao giờ đi đâu xa Với lại từ nào tới giờ cũng lo học không à Chứ chưa bao giờ đi làm Và khi mà nghe những người bạn thân này nói rằng Là ở ngoài thành phố Tân An rất là vui Có nhiều chỗ đi chơi nè Rồi có chợ đêm Rồi có những cái quán ăn mà xuyên que Bạn nghe như vậy bạn rất là khoái Cho nên á là bạn đã về xin với nội Thì nội đã cho phép bạn đi thì khi mà bạn đi á là bạn đi chung với lại hai người bạn thân khác hai người này á thì một nam một nữ các bạn khi mà ba đứa lên tới thành phố tân an á thì ban đầu là ba đứa chưa có chỗ ở cho nên nó là bạn nữ trong nhóm á, là mới kêu rằng á, là bây giờ tạm thời á, là lợi ngay chỗ phòng trọ của anh hai bạn ấy để mà ở đỡ thì anh hai của bạn nữ này á, là lên đây để mà đi học thì ảnh là có thuê một cái phòng ở gần với lại cái trường học của mình á để mà ở chung với lại hai người bạn khác nữa do là cũng đã quen biết trước cho nên nó là khi mà ba đứa vô ở cũng không có ngại ngùng gì cả nhưng mà ở đây được vài ngày á thì cũng cảm thấy á là bất tiện các bạn cho nên á là ba đứa đã quyết định á là sẽ thuê một cái phòng trọ mà cái phòng trọ này cũng nằm trong cái dãy trọ của anh hai bạn kia luôn cái phòng đó là phòng số 7, anh hai bạn kia thì ở phòng số 12. Thì ba đứa đã qua gặp với lại cái cô chủ nhà ha, thì xin cổ là cho thuê cái phòng đó. Thì cổ đã đồng ý rồi cũng đưa chìa khóa kêu rằng là ba đứa vô quét dọn trước rồi là khi mà vô ở thì đóng tiền cọc với lại tiền nhà cho cổ xa cũng được. Thì ba đứa cũng mừng rỡ dữ lắm. Nhưng mà khi mà chuẩn bị qua để mà dọn dẹp cái phòng đó đó, thì nghe mấy anh chị trong đó người ta nói rằng là cái phòng đó là từ nào tới giờ không có ai ở được lâu dài cả tại vì phòng đó có vấn đề thì ba đứa này nghe vậy hỏi là có vấn đề gì thì mấy người kia nói rằng là mấy cưng không thấy hả trong khi ở đây có mười mấy phòng mà phòng nào phòng nấy á là có sinh viên ở trơn rồi phòng nào phòng nấy cũng mấy người mấy người hết mà ở đây rất là đắt luôn mà cái phòng này từ nào tới giờ ha là cứ ai mà vô ở là ở được chừng có mấy ngày thôi, hai ba ngày thôi là người ta sẽ tức tốc dọn đi. Mà khi mà dọn đi là người ta chấp nhận bỏ cọc luôn á. Thì lúc mà nghe vậy thì ba đứa cũng hơi sợ sợ, tại vì mấy anh chị này nói rằng cái phòng đó có ma. Nhưng mà do là cũng nghe thì nghe thôi, mình thì mình đang cần phòng. Cho nên á là ba đứa cũng mở cửa để mà vô dọn dẹp ha thì khi mà vừa mở cửa vô á là cái ấn tượng đầu tiên cái lúc mà bước vô trong cái phòng này là cảm thấy nó làm sao đâu nó lạnh lạnh mà nó rùng rợn rồi nó âm u kỳ cục dữ lắm với lại ở trong phòng á thì giữa phòng có một cái lá bùa nữa cho nên nó hả là ba đứa khi mà thấy vậy á là thôi không có hả là xin vô đây ở nữa mà trả lại chìa khóa cho cái cô chủ nhà Hên là cũng chưa có đóng tiền gì cả thì sau đó là ba đứa mới thuê được một cái phòng khác Cái phòng này ở một dãy trọ khác nha Phòng này thì không có bằng bên đó là cái dãy trọ bên đây Là tại vì phòng bên đây thì nó hơi nhỏ hơn chút xíu Nó không có rộng rãi các bạn Nhưng mà cũng có ghét cũng rất là thoáng mát với lại sạch sẽ Thì ba đứa mới dọn vô đây ở Sau mấy ngày đi chơi thì ba đứa cũng đi xin việc làm thì trong khoảng thời gian đó đó là cũng bình thường không có có gì hết. Mấy ngày sau á thì ba đứa có tìm được á là ba công việc khác nhau. Bạn Nam á thì tìm được á là phục vụ trong một cái quán mà bán ở trong chợ đêm đó các bạn. Cho nên á là bạn Nam này phải đi làm từ lúc á là 3 giờ cho tới 11 giờ đêm mới về. Còn bạn nữ kia thì cũng hả là xin đi làm cũng ngay chỗ chợ đêm luôn nhưng mà bán shop quần áo cho nên nó là bạn nữ kia là phải đi lúc hai giờ rưỡi cho tới là 10 giờ về còn riêng bạn á, thì bạn xin được cái công việc là cũng làm phục vụ quán ăn mở bên đường Hùng Dương. Bạn đi làm trễ hơn, về sớm hơn là từ 4 giờ cho tới 10 giờ tối về. Thì ba đứa là phải đi khác nhau như vậy các bạn. Thì nói chung là làm cũng bình thường, không có gì hết. Ở đây mấy ngày ăn ngủ rồi đi làm hoàn toàn không có gặp gì hết ha. Nhưng mà cho tới một hôm Cái ngày hôm đó đó là bạn kể rằng lúc đó là khuya rồi Lúc đó là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy 11 giờ mấy là tụi nó đã về Tắm rửa ăn uống xong rồi lên ngủ Là ba đứa ngủ chung ở trên gác luôn Bạn nữ này thì nằm sát tường Còn bạn của bạn thì nằm chính giữa Còn bạn nam thì nằm phía ngoài ha thì bạn kể rằng lúc đó là ngủ ngon dữ lắm Do là đi làm mệt Thì đang ngủ ngon mà trong phòng là có mở một cái đèn ngủ nữa Thì trong cái lúc đó đó tự nhiên bạn cảm thấy khó thở Bạn cảm thấy khó thở cho nên nó là bạn ngọt quá cái bạn mới giật mình nhưng trong cái lúc mà giật mình còn mơ mơ màng màng á thì bạn cảm nhận rằng á là sao cái người của mình nó nặng quá nó nặng với lại á là tay chân á sao mà nó cứng ngắc như là cái khúc cây vậy đó thì bạn đang không biết cái chuyện gì Cái tự nhiên bạn cảm nhận rằng ở dưới cái lưng của bạn á Thì từ nào tới giờ khi mà Thi kể cho các bạn nghe Trong những cái trường hợp mà bị bóng đè, bị ma đè Thì thường đó là người ta sẽ ập lên trên người của mình Hoặc là người ta sẽ ngồi trên bụng mình Hoặc là người ta sẽ từ ở dưới chân mình mà người ta bò lên còn bạn nữ này á là bị đè một cách rất là kỳ như thế này là các bạn là trong cái lúc đó bạn nằm thì bạn nằm ngửa ha thì lúc này cái người của bạn cứ ngắt Bạn không thể nào thở được Xong cái tự nhiên ở dưới lưng của bạn á Là cảm giác như nó Lên bền, lên bền, lên bền Mà bạn nói Y như là em đang nằm trên một cái miếng nệm nước vậy đó Trong khi đó là cái nền ghét đó là nó cứng Mấy bạn này thì nằm chiếu không phải là nằm nệm Mà tự nhiên cái lưng của bạn này á, là lúc này cảm giác như Bền, bền, bồng, bền, bồng, bền, bồng, bền vậy nè Y như nằm trên miếng nệm nước và từ ngay chỗ chính giữa của cái phần lưng đó các bạn tự nhiên nó tỏa ra nó tỏa ra một cái luồng khí mà bạn nói nha cái luồng khí này nó tỏa ra tới đâu là em lạnh tới đó ban đầu ít ít sao dần dần nó tỏa từ 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 ra là cái người của bạn á, là lạnh tới đó trời ơi cái lúc đó bạn sợ quá bạn mới mở mắt ra để coi coi cái gì vậy có chuyện gì vậy và khi bạn mở mắt ra là lúc đó nha tay bạn vẫn nghe hai đứa bạn đang ngủ ngái phò phò cái bên còn mắt của bạn thì dòm xuống người của mình thấy mình nằm thẳng chọt vậy nè xong rồi tự nhiên ở trong cái phần lưng của bạn á là nó thò ra hai cánh tay mà bạn nói nha chị tưởng tượng hai cánh tay này không biết nó thọt ra từ đâu mà thọt từ lưng em ra thọt từ lưng ra thọt ra vậy nè nó dài lên vậy nè mà hai cánh tay đang thui à khi nó thọt ra xong cái nó đưa cái tay vô nó đè vô trong cái phần ngực của em trời ơi khi mà đè vô ha không thở được và bạn nói rất là đau cái lúc đó bạn thấy bạn trố mắt ra bạn nhìn người thì cứng ngắc à mà la la cũng không được la cũng được cố gắng la thì khi mà cố gắng được rồi á la quá trời la mà hai đứa bên đây nó không nghe hai đứa bên đây nó không nghe các bạn và khi bạn càng la thì cái tay này đè càng nặng mà nó đè nặng á thì bạn lại đau đớn hơn rất là đau luôn đau thiệt là đau luôn xong cái em mới cố em cố thì cố một hồi cái chân mới nhúc nhích được thì lúc này em mới dùng dãy cái chân chị bắt đầu dùng 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 dãy nè đập kinh 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 mà các bạn biết cái nền ghét á là nó bằng cây Đạp cần 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 vậy đó mà hai đứa bên đây vẫn ngủ làm như là không có nghe gì hết xong rồi hả là chân đạp hả là bắt đầu đá tôi hả là búa xua hết trơn á thì bạn đá vô trong tường kêu anh, anh 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 vậy đó mà hai đứa vẫn không có nghe cái lúc mà đá bạn đâu có cảm thấy đau đâu nhưng mà sau đó là cái chân của bạn bị bầm hết trơn các bạn thì bạn càng dùng dãy là cái tay này nó lại càng đè nặng 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 hơn mà nó khiến cho bạn khó thở và rất là đau thì lúc đó là bạn mất bình tĩnh đó các bạn cho nên nó là bạn càng làm thì nó càng đau cho nên đó là sau một hồi á bạn mới bình tĩnh lại khi mà bình tĩnh lại rồi mới nhớ lại bà nội dạy rằng có chuyện gì á thì cứ niệm phật thì bạn này bắt đầu cố gắng niệm phật ha khi mà bạn niệm phật á thì bạn thấy rõ ràng cái tay nó đang để ngực vậy nè bạn niệm từ 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 cái nó giật lên nó để lên xong cái nó từ từ nó luồn 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 xuống dưới cái phần lưng đó, rồi mất tiêu luôn xong rồi cái lưng của bạn thì nó đang lền bền và nó đang lạnh ở dưới ha thì từ từ nó không còn lền bền nữa nó cứng dần dần xong rồi cái luồng hơi đó nó rút dần dần bạn không còn lạnh nữa rồi bắt động hồi sau là trở lại bình thường luôn thì lúc đó bạn rất là sợ Tại vì lúc này bạn không phải là mơ Mà bạn đã thức rồi Bạn thức từ cái lúc mà bạn khó thở ban đầu lận Cho nên đó là bạn mới ngồi bật dậy Bạn sợ quá Tính rằng là trời ơi Trời ơi, phải kêu hai đứa này dậy Nhưng mà suy nghĩ lại á Gặp mình là mình kêu rồi Gặp những người khác người ta kêu rồi Nhưng mà ngồi dậy thì thấy hai đứa này Nó vẫn ngủ ngon vô cùng Thì bạn nghĩ rằng đó là trời ơi Thấy ghê quá, thấy ghê quá Bây giờ kêu tụi nó dậy thôi nhưng suy nghĩ lại á thì nó thôi dậy thôi không kêu là tại vì sợ rằng á là tụi nó sợ tại vì hai đứa bên đây cũng rất là sợ ma cho nên mình kêu mà mình kể tụi nó sợ dữ lắm rồi đêm nay tụi nó không ngủ rồi ngày mai sao tụi nó đi làm cho nên nó là bạn ngồi bạn bình tĩnh một hồi bạn không có kêu nha Các bạn nằm xuống bạn nằm xuống bạn cố bạn niệm phật niệm phật niệm phật niệm hoài niệm hoài cái ngồi cũng chìm vô trong giấc ngủ bạn ngủ quên luôn cho tới sáng hôm sau khi mà ba đứa dậy á, thì do là mấy bạn này toàn là làm buổi chiều cho tới khuya không à Cho nên nó là buổi sáng á, thì đi đâu, đi chợ hoặc là hả ở nhà ăn uống rồi á, là chơi dọc điện thoại hoặc là ngủ thì trong cái lúc sáng bạn giờ mới là chân của bạn bầm hết trơn là tại vì hôm qua là bạn đá vô trong tường á các bạn cho nên nó là cái phần mắt cá hả nó bầm bầm tím vậy đó thì bạn có lấy cái chai dầu ra bạn ngồi bạn sức thì nhỏ bạn kia nó thấy vậy cái Nó hỏi ủa sao chân mày bầm vậy Thì lúc này bạn tính kể dữ lắm Nhưng mà vẫn kiềm chế được bạn không kể Cái bạn mới nói rằng đó là chó ma cắn tao Bạn nói cho qua chuyện Xong cái bạn cũng không có cúng kiến gì luôn ha Thì sau mấy ngày hầu như đêm nào trước khi ngủ Bạn cũng niệm Phật và bạn cũng không thấy gì nữa Thì sau mấy ngày sau Cái ngày hôm đó là vào buổi trưa Bạn kể rằng đó là bạn không cúng gì hết qua mấy ngày sau thì cái ngày hôm đó là do hai đứa kia nó đi làm sớm hơn bạn cho nên nó là nó tắm rửa rồi nó chuẩn bị nó đi làm bạn á thì bình thường tới tầm khoảng chừng ba giờ bốn mới tắm mới tắm xong bắt đầu 4 giờ mới chạy qua cái chỗ mà bạn làm ha thì cái ngày hôm nay tự nhiên thấy tụi nó tắm tắm xong cái bạn cũng lấy đồ xuống bạn tắm luôn tắm rồi cũng thay đồ sẵn sàng vậy đó nhưng mà sau đó thì bạn nhìn lại đồng hồ mới có 3 giờ hai đứa kia nó đi rồi có một mình bạn trong phòng bạn nhìn đồng hồ bạn thấy 3 giờ Chưa có tới giờ vô làm Bây giờ mình đi sớm làm cái gì Cho nên đó là bạn mới cài cái đồng hồ á Bạn thay đồ sẵn hết rồi nha Bạn cài đồng hồ báo thức là tới 4 giờ thức Bạn nằm xuống tính rằng là sẽ chợt mắt ngủ chút xíu Thì khi mà bạn nằm xuống bạn ngủ á Là bạn nói bạn không có lên trên ghét đâu Mà bạn nằm ở dưới nền đất ở dưới Có cái gói ở dưới thì bạn nằm sát cái đầu đưa vô tường vậy đó Đang nằm mới có một chút xíu à cái tự nhiên bạn cảm giác như là có ai nắm vô trong cái đầu của mình vậy đó. bạn mới mở mắt ra thì khi mở mắt ra bạn thấy rõ ràng tại vì cái phòng này á, nắng nó rọi vô cũng sáng mà bạn thấy rõ ràng ha một người đàn ông các bạn đang nắm cái đầu của bạn vậy đó mà đang kéo cái đầu bạn để mà đẩy 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 bạn ngồi dậy mà bạn nói nha cái lúc đó, đó em nằm á là cái gói em sát tường có nghĩa là em nằm sát tường rồi mà cái ông đó đó Ổng ngồi trên đầu em thì giống như là Ổng từ ở trong tường, ổng xuyên ra Trời ơi, ổng đẩy cái đầu em ha Đẩy quá trời đẩy luôn Bạn sợ, bạn mới niệm Phật Rút kinh nghiệm lần rồi Bạn mới niệm Phật thì khi mà bạn niệm Phật Ổng đưa một cái tay ổng vô, ổng chụp vô trong miệng của bạn Một cái bớt vậy đó Ổng chụp vô, ổng đè cái miệng bạn Bớt cái miệng bạn vậy nè Không phải là đè mà bịt miệng không đâu Mà bớt bớt cái miệng bạn vậy đó Bà chửi bạn nói rằng là mày niệm phật hả mày niệm phật hả mày im không mày im không mà vừa đè vừa gằn vừa bóp cái miệng bạn trời ơi cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ cho nên bạn suy nghĩ rằng là không được rồi không được rồi cái hả là bắt đầu bạn mới niệm 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 thì cứ tiếp tục niệm vậy đó thì cái ông này mất tiêu Ông mất tiêu các bạn thì khi mà ông mất tiêu là bạn tưởng rằng là im rồi xong rồi tính ngồi dậy nhưng mà không có ngồi dậy được cỡ nào cũng không ngồi dậy được các bạn bạn đang cái suy nghĩ chở cái gì vậy sao ngồi dậy không được mà con mắt là vẫn mở đã thức rồi nha thì lúc đó đó tưởng rằng chả đi ai về tự nhiên cảm giác như có cái gì mà chụp vô trong cái hai cái bắp cá chân của mình vậy nè bạn mới dòm xuống thì bạn lại thấy anh chả anh chả đang đứng nắm hai cái giò của bạn á kéo 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 mà kéo mạnh dữ lắm kéo để mà tính kéo bạn vô trong cái toilet Trời ơi bạn dòm bạn thấy cả một cái mặt cái dữ lắm Mà ngay cái chỗ bạn nằm đó là giống như là nắng chiều á Các bạn nó rọi vô Thì bạn có cảm giác rằng chả đang kéo bạn lại đằng ngay chỗ cái nhà tắm để cho nó tối Kéo quá trời luôn thì bạn lại niệm Phật Bạn niệm quá trời mà Bạn nghe ông chửi nha mày niệm Phật hả mình niệm Phật hả Mà bạn càng niệm là ông càng kéo mạnh hơn cho nên nó là Sau một hồi niệm phật không xong á thì bạn không niệm phật nữa mà bạn chuyển qua bạn đọc là nam mô quán thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn cứu con nam mô quán thế âm bồ tát cứ niệm như vậy hoài luôn thì sau đó là chả mới bỏ cái giò bạn xuống xong rồi chả biến mất tiêu luôn nhưng mà cái lúc này cái đồng hồ điện thoại của bạn là chưa có reo cho nên đó là bạn nằm chả đi rồi nhưng mà bạn nằm bạn muốn ngồi dậy vẫn không ngồi dậy được bạn nói vậy đó không thể nào ngồi dậy được cái người em kỳ lắm không ngồi dậy được em đang cố đang cố ha thì khi mà nghe cái tiếng điện thoại reo á là bạn mới bật bạn ngồi dậy được trời ơi cái lúc đó bạn nói bạn sợ nha cái gì vậy trời thấy ghê quá thấy ghê quá lật đật cái người ướt nhẹp luôn các bạn mới nãy tắm rửa rồi cái phòng cũng mát mà bây giờ cái người á là ướt nhẹp luôn lật đật chụp cái điện thoại xong chạy đi làm thì khi mà đi làm bạn quan mang dữ lắm chờ thấy ghê quá chắc phải kể cho tụi nó nghe mà kể rồi lỡ tụi nó không tin rồi sao tụi nó chửi mình xàm xí rồi sao trời mà bây giờ nếu mà không kể vậy sao được bạn nào không có biết cúng các bạn thì sau đó là mấy ngày sau bạn mới kể bạn mới chịu nổi á bạn mới kể thì khi mà kể tụi nó tin xong rồi ba đứa lại kiếm một cái phòng khác chuyển đi khi mà qua phòng mới thì không thấy gì hết nhưng mà sau đó là có điểm xong rồi gia đình cũng kêu về cho nên nó là ba đứa đã trả phòng và quay về quê trở lại các bạn thì đây là câu chuyện đầu tiên do bạn nữ này đã trải qua À, tuy rằng không có gì kinh dị nhiều nhưng nó khiến cho bạn rất là sợ luôn thì các bạn khi mà nghe chuyện này các bạn rút kinh nghiệm nha là khi bạn nữ này dọn vô á là không có cúng kiến cho người ta sau này khi mà mình đi đâu á mình dọn vô cái chỗ ở mới nào á thì thí dụ như không cúng được cái gì mà trang trọng thì các bạn có thể mua dĩa trái cây để mà mình cúng giống như là mình xin người ta vô ở cái chỗ đó cho nó suôn sẻ à, nó không có gặp vấn đề gì á các bạn tại vì nhiều khi bạn này không cúng á cho nên nó là người ta mới quấy phá như vậy thì đây là câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi tiếp theo là câu chuyện ngắn Câu chuyện này thì do bạn và bà nội của bạn đã trải qua Thì bạn kể rằng lúc đó là bạn chỉ mới cỡ 9 tuổi, 10 tuổi mà thôi Ngôi nhà của bạn ở trong quê á Mà ba mẹ của bạn á thì hồi đó là đi làm ăn xa trên Sài Gòn Cho nên là để bạn ở nhà cho bà nội của bạn chăm sóc thì bà nội với lại chú út thời đó là chú út cũng chưa có vợ nhà chỉ có ba người thôi bà nội chú út rồi bạn mà bà nội của bạn á là có người mẹ già lúc đó là bà cố của bạn á cũng lớn tuổi lắm rồi mà nhà của nội thì lại gần với lại nhà của cố cách nhau tầm khoảng chừng có 200 m thôi. Đường hồi xưa thì không có như bây giờ. À, đường hồi xưa là dạng đường đất đỏ, đường đá không mà các bạn đi á hả là cũng từ nhà nội mà lại nhà cố là đi cũng khoảng hơn 10 phút. Mà đường á hai bên cây cối um tùm cũng thấy ghê lắm, nhưng mà do là đi qua đi lại riết cũng quen cho nên nó là hai bà cháu đi hoài cũng thấy gì. Thì do là bà cố bị bệnh đó các bạn Cho nên hầu như ngày nào cũng vậy Bà nội của bạn cứ tầm khoảng chừng 4 giờ chiều Là sẽ dẫn bạn lại nhà bà cố Để mà coi bà ăn uống Rồi coi bà cố uống thuốc Rồi hỏi thăm Xong rồi tới tầm khoảng chừng 6 giờ 7 giờ là quá là hai bà cháu sẽ đi về Lúc mà về là đường đã tối Hồi đó thì đường cũng không có đèn đường nha thì cái ngày hôm đó là cũng đi lúc 4 giờ Nhưng mà khi mà qua nhà cố biết nói chuyện sao cho tới 9 giờ tới khi mà nhìn lại thấy đồng hồ 9 giờ rồi hai bà cháu giật mình trời ơi sao nay trễ dữ vậy cho nên mới đi về khi mà về á thì bình thường á là cái con đường này nó không có đèn đường nó tối lắm nhưng mà bình thường nội của bạn là có cầm theo một cái đèn pin bự mà cái ngày hôm đó là trăng sáng nữa các bạn thì hai bà cháu cũng đi về bình thường ha nhưng mà khi mà đi tới một cái chỗ đó là một cái khoảng đất bạn nói rằng đó là tới tận bây giờ vẫn còn luôn là cái khoảng đất này á trong đó toàn là tre cây cối không không có nhà tre nè lao sậy nè ở phía trước á thì có nguyên một cái miễu xong rồi khi mà mình qua cái miễu này á là mình sẽ đi lên một cái cầu cái cầu này á là bằng xi măng bề ngang cũng rộng ở dưới cầu á là có nguyên một cây dú sữa nó cao lên vậy nè cái tàn á là nó 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 xòe qua cái cầu luôn vậy đó thì lúc mà bạn đi tới cái miễu lúc mà gần tới cái miễu á tự nhiên bạn với bà nội nghe cái tiếng sột soạt nghe mà dạng y như là ai mà đi vô trong đó xong cái đạp lên cây khô vậy đó mà bạn nhìn vô thì bạn không thấy ai mà cái tiếng y như có người đi còn nếu mà không phải là người đi á, thì chắc là chó hay mèo gì nó vô nó dí chuột trong đó thì nghe nó ồn dữ lắm cái bạn mới nhìn vô cái bạn mới nói với nội 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 sao mà tối rồi trong đó tới thui mà ai chung vô vậy nội cái bà nội của bạn nói rằng á là thôi kệ đi lẹ đi con cái bắt đầu đi lẹ khi mà qua cái miễu rồi lúc mà hai bà cháu lên cầu á đi tới giữa cây cầu tự nhiên có nguyên cục sình bị lớn vậy nè nó chọi từ ở trong cái lùm nó chọi ra mà nó không phải là chọi chúng hai bà cháu mà dạng giống như là hai bà cháu đang đi thì cái cục sình này nó chọi trước mặt các bạn nó rớt một cái bập trước mặt mình xong rồi cái nó lăn 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 cái nó rớt xuống nước một cái tẩm một cái cái lúc đó đó ha cái bạn bạn với nội bạn đang đi mà bị chọi vậy cái đứng khận lại thì khi mà hai bà cháu đứng khận lại ha thì thêm một cái cục sình khác nó chọi thêm bắt đầu nó rớt cái bịch xuống bắt đầu lăn 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 xong rớt nước xuống nước cái tẩm một cái ban đầu hai bà cháu cứ tưởng rằng vú sữa không à tại vì ngay chỗ đó có cây vú sữa tưởng rằng cái trái trái vú sữa nó rớt nhưng khi mà cái cục thứ ba cục thứ tư rọi đèn á thì thấy đó là cái cục đất cục sình chứ không phải là trái vú sữa Trời ơi cái lúc đó ha Bạn mới nghe cái tiếng bà nội với bạn mới nghe Ở trong cái lùm cây đó Tự nhiên có tiếng cười mà Cái kiểu giống như nụ cười mà khả ố Giống như là đã gẹo Đã chọc được hai bà cháu vậy đó Nhưng mà thiệt tình cái lúc đó bạn không biết là ma Bạn mới nói với nội rằng là trời ơi, ai mà kỳ vậy nội Ai mà chung vô đó xong chọi sình hai bà cháu mình vậy Cái nội của bạn kêu ho đi lẹ đi con Bà nội mới nắm chặt tay bạn Xong rồi đi lẹ 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 về nhà xuống cái cầu đó điên chút xíu nữa là tới nhà rồi cái lúc mà vô nhà bạn cũng tức tối gì lắm nhưng mà do nội kêu đi ngủ xong cũng lên ngủ tới sáng hôm sau kể lại cho chú út nghe bạn mới kể cho chú út á là hôm qua con với nội từ bên nhà của cố về á đã bị vậy đó không biết ai nữa cái bà nội mới nói với chú út á là ma sợ hôm qua nói cho con nghe cái con sợ cho nên nó hả là nội đâu nói đâu thì đó đó là cái chuyện mà tuy rằng bạn không có thấy mà bị chọi sình như vậy khi mà người ta chọi mà người ta còn cười cái nụ cười khả ố để mà chọc ghẹo nữa các bạn và bạn không thể nào quên được cái nụ cười đó không biết rằng khi mà thi cười có khả ố giống như cái giọng cười đó hay không nữa mà bạn nói rằng đó là cái nụ cười đó khiến cho bạn không thể nào mà quên được tới tận giờ dù đã lớn rồi thì đây là cái câu chuyện thứ hai ha Tiếp theo câu chuyện thứ ba câu chuyện này cũng ngắn Thì bạn kể rằng á là bà cố của bạn là mẹ của bà nội của bạn á Bà cố của bạn á thì có tổng cộng là bốn người con Bà nội của bạn thứ hai rồi có bà ba, có bà tư Nhưng mà bà ba với bà tư á, thì hai bà hồi đó là lấy chồng xa Lấy chồng không có ở gần, chỉ có bà nội của bạn là lấy chồng là cách nhà bà cố 200m á. Rồi có thêm người con á, là ông út ông út này thì có vợ là bà út á nhưng mà bà út á thì không có chăm sóc tốt cho mẹ chồng của mình là bà cố thì bà cố của bạn á là cũng có nhiều ruộng đất lắm các bạn cũng có khoảng 30 mươi công thì ba người con gái thì hồi đó là bà cố mới chia cho bà nội là ba công rồi bà ba là ba công bà tư là ba công còn 21 mươi công là cho ông út bà út đó là ông út là được 21 công là rất là nhiều rồi các bạn ha nhưng mà do nội với lại bà ba bà tư là cũng khá giả cũng có tiền cũng không có cần lấy nữa rồi khi mà ba bà thấy rằng á bà út á là không có chăm sóc tốt cho bà cố thấy rằng đối xử cũng không tốt rồi cũng hổn rồi cũng không cho ăn uống gì hết trơn á mà bà cố thì lớn tuổi bệnh hoài cái bà nội của bạn với bà ba bà tư á mới nói với lại ông bà út bây giờ á là tụi tao không có cần lấy đất à Mấy công đó má cho thì tụi tao sẽ cho lại cho hai chồng bay là chín công đó đó là cho hai chồng bay. À tụi tao không lấy tại vì tụi tao cũng có tiền, không cần. Nhưng mà tụi bay muốn lấy á thì hai chồng mày phải chăm sóc tốt cho má, phải thương má, phải mua đồ ăn thức uống đồ ngon đồ cho má ăn. Thì hai người kia đồng ý khi mà hai người kia đồng ý thì nội với lại bà ba bà tư là đâu có nhận đất đâu cho hai chồng này luôn nhưng mà thiệt tình là cũng vậy đó các bạn cũng đối xử là khó chịu lắm không có thương sau đó thì bà cố của bạn mất nha vào năm 94 tuổi nhưng mà trước khi mà bà cố mất á là bà cố hấp hối trong cái lúc bà cố hấp hối là giống như là cứ là muốn đi mà không có đi được á các bạn thì sau đó là nội của bạn có đi xem thầy coi coi bà cố bị gì mà bà cố nói vậy trơn á thì vô ông thầy ông nói rằng á là do bà cố có tâm nguyện nhưng mà do là con cháu không có thực hiện cái tâm nguyện đó đó cho nên nó là bà cố quất ức bà cố đi không được thì khi mà nghe vậy là biết liền biết là bà cố muốn cho ba người con gái mỗi người ba công nhưng mà ba ngưỡng lấy đưa lại cho vợ chồng ông út thành ra là bà cố tức bà mà bà cố không đi thì lúc đó đó là bà nội mới về bà nội mới vô mới nói rằng là má ơi con biết rằng là má thương tụi con má thương tụi con rồi hả tụi con đưa lại đất cho vợ chồng út á má không đồng ý cho nên nó là má quất ức nhưng mà má ơi con gái của má đứa nào cũng có tiền cũng có của hết Thôi má ơi má đừng có giống như là má yên tâm má đi đi Má đừng có tức tối đừng có quất ức hả là má yên tâm má đi đi nhưng mà bà cố hức lên một cái giống như là không có chịu á các bạn nhưng sau đó là tới chiều là bà cố của bạn mất luôn thì sau khi mà móc cha ma chay chôn cất xong xuôi hết rồi bắt đầu á là ngay cái ngày mở cửa mã luôn là trong cái lúc mà bà ba ngủ á bà ba nằm mơ thấy bà cố về khi mà thấy bà cố về á là bà ba kể rằng á cái lúc đó bà cố bước vô mà từ ở trên đầu cho tới chân của bà cố là ướt nhẹp ướt nhẹp như chuột lọt vậy đó thì bà ba trong cái lúc đó mới hỏi rằng là má ơi sao mà tự nhiên đầu tóc mình mẩy chân cẳng của má lạnh gì ướt nhẹp vậy má ơi má vô thay đồ đi để lạnh thì lúc đó đó bà cố mới nói rằng á là hả thằng lai á tao chưa có ra khỏi nhà nữa thằng lai là ông út của bạn đó thằng hả thằng lai tao chưa có ra khỏi nhà nữa mà nó lấy nước nó tạt tao cho nên nó là tao mới ướt nhẹp như vậy nè thì sau đó là bà ba mới giật mình thức dậy Thấy lạ quá Cho nên bà ba mới kể lại cho bà nội Và bà Tư nghe Thì khi mà bà Tư nghe xong cái Bà Tư mới nhớ lại là ngay cái bữa mà à, Động quan đưa cái hòm bà cố đi chôn á Là trước khi đó đó ha Là thấy ông Út ổng để nguyên một cái thao nước Xong rồi khi mà vừa rinh cái hòm ra khỏi nhà Là ông Út cũng tạt cái thao nước đó một cái Thì lúc đó là bà Tư bà thấy mà Bà Tư cũng không biết rằng ông Út làm như vậy là có cái ý gì thiệt tình không biết nhưng mà cũng thắc mắc đó đó tính rằng sẽ hỏi đó nhưng mà khi mà lu bu cái quên quên mất tiêu không có hỏi thì giống như là trong phim trung quốc á các bạn là khi mà con gái mà đi lấy chồng á là thường nhà mẹ đẻ sẽ tạc một cái thao nước để mà khi mày đi lấy chồng rồi là không có còn là của mày không còn là người của ở trong nhà giống như là muốn cắt đứt luôn vậy đó thì bắt đầu ba bà mới xôn xa nó không lẽ thằng út á nó 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 muốn rằng là má bà đi luôn nó muốn cắt đứt với bà hả trời đó là bà nội bà ba bà tư nói vậy thì sau đó là bà cố về hoài luôn cứ mỗi lần mà bà cố về là cái gương mặt của bà cố rất là buồn buồn lắm các bạn mà mình mãi ướt nhẹp tội nghiệp dữ lắm thì lúc này á bà nội của bạn mới đi xem thầy khi mà đi xem thầy á thì thầy nói rằng đó là do bà cố á bà bị uất ức những cái tâm nguyện của bà không biết là tâm nguyện gì tại ông thầy ông đâu biết cái vụ đất đai cho nên nó là ông thầy nói rằng không biết là tâm nguyện gì nhưng mà bà không có thực hiện được thành ra giờ bà đi không được bà đi không được bà quất ức vậy đó bà không đi được không siêu thoát được thì lúc này bà nội với lại hai bà kia mới nói chuyện với nhau xong cái cuối cùng mới nói chuyện với vợ chồng của ông út mới nói rằng á bây giờ á má là cứ về hoài à mà tao đi coi thầy á thì thầy nói vậy đó thì vợ chồng mày tính sao thì ông út với bà út á ngồi im ra không nói tiếng nào hết tại vì lấy đất rồi đâu muốn trả lại thì sau đó là bà nội mới nói rằng á là tao tụi tao á tao với lại con ba con tư á đứa nào cũng có của hết không có cần chi mà lấy đất đó nhưng mà bây giờ ý của má là má muốn á là cho tụi tao mỗi đứa ba công đất là giống như là kỷ niệm của mẹ để lại mà tụi tao không phải là muốn đòi không phải là muốn đòi nhưng mà bây giờ má như vậy thì tụi tao cũng muốn rằng là có một cái kỷ niệm nào đó à, tụi tao không cần lấy đất đâu tại vì tụi tao cũng có đất đai nhiều rồi nhưng mà phải có một cái niệm nào đó cho ba đứa con gái để mà má được siêu thoát vậy đó ha thì sau đó là ông út mới nói rằng là thôi bây giờ nếu mà chị nói vậy á thì muốn cho má được đi thanh thản thì thôi em sẽ đưa mỗi người là một cây vàng bốn số chín là ba bà mỗi bà một cây đó thì thay cho ba công đất vậy đó thì khi mà nghe vậy bà út bà khóc lên các bạn ý là bà không có chịu bà không có muốn á tham lam như vậy đó các bạn hả là cũng gì mà mỗi người một cây dữ vậy cái hả là cũng khóc lên khóc lên thì ông út nói đi bây giờ á nếu mà không vậy á thì cứ mỗi năm quê lại á thì chia cho mỗi người ít bà út này bà cũng chịu luôn nói chung là cái cái nào cũng không được với bả trơn các bạn nhưng mà cuối cùng á là cũng chia nhưng mà tới mấy năm sau mới chia tại vì bả nói rằng bây giờ bả phải trả nợ gì đó cho nên bây giờ không có quê lại đâu mà chia đợi mấy năm sau mới chia thì sau cái chuyện đó bàn bạc xong thì từ đó là không có thấy bà cố của bạn về nữa thì đây là một cái câu chuyện cũng rất là bình thường nhưng mà khi mà thi đọc thi cũng hơi bức xúc về bà út các bạn chợ xong mà tham lam quá trời luôn à, khi mà các bạn nghe không biết các bạn sẽ cảm thấy làm sao chứ riêng thi là thi cảm thấy tánh gì kỳ quá trời ơi bản thân hai người đã có 21 công đất rồi mà vẫn hả là vẫn còn tham như vậy các bạn thì đây là ba câu chuyện mà bạn nữ ở tân thạnh long an đã gửi về thì ba à, chuyện này nó cũng không có gì đáng sợ nhưng mà các bạn nghe thì cũng hay các bạn ha và tiếp theo là một chuyện của một bạn nam bạn nam này thì gửi về chuyện của nội của bạn thì bạn kể rằng là nội của bạn mất rất là sớm hồi cái năm mà bà nội của bạn mất á là lúc đó là bạn mới học lớp 1 mà thôi nhưng mà do là trước đó thì bà nội của bạn cưng thương bạn dữ lắm cho nên nó là khi mà thấy nội chết như vậy nghe người lớn nói ừ nội chết mai mốt nó không về nữa thì bạn cũng khóc quá trời sau đó ha là cũng nhiều năm sau khoảng chừng hơn 10 năm sau vậy đó thì có một bà, bà này là bà Sáu Bà Sáu này là chị của ông nội của bạn ở bên Mỹ về Thì các bạn nghĩ đi Bà nội của bạn là mất hồi cái năm bạn học lớp 1 là mới 6-7 tuổi đúng không? Mà hơn 10 năm sau Thì bà Sáu này bà về Bà về cái bà thì bà không có thương gia đình bên nhà của bạn Bạn nói rằng đó là kể thì nghe nó có dễ hổn Nhưng mà thiệt tình là bạn không thích cái bà Sáu này là tại vì cái bà này tính bà rất là kỳ bả vô nhà cái bà cứ hay mỉa mai rồi bà hay chửi ba mẹ của bạn nè rồi chửi hai chị em của bạn với lại bạn á là cái cái lỗ tai của bạn á là giống như là bạn bị dị tật cái lỗ tai á là lỗ tai của bạn này nó không có được bình thường như là mình các bạn cho nên nó là cái bà sáu này á bà cứ đem cái chuyện cái lỗ tai của bạn này bị dị tật xong cái bả cứ nói hoài bà mỉa mai bà sóc xỉa kỳ cục như vậy đó thì khi mà bạn nam này nghe cũng bức xúc Cũng tức dữ lắm rồi nhiều khi bật khóc luôn Mặc dầu đã lớn rồi Nhưng mà sao không? người này cũng là bà con với mình Dòng họ với mình mà sao kỳ Đem cái cái dị tật của mình ra để mà nói Thì cái ngày hôm đó đó Là bà cũng tiếp tục bà xỉa vô Cái vấn đề ô cái lỗ tai không có giống người rồi vậy ha Là xỉa mỉa mai thì khi mà bà vừa mỉa mai xong cái bà quay đi một cái tự nhiên nha không ai đụng chạm gì tới bà hết trơn bà té bà té mà bé té nặng lắm té nó nổi xỉu luôn cho nên đó là cái người cô của bạn đó là phải đưa bà vô trong bệnh viện thì khi mà vô trong bệnh viện rồi không biết làm sao bà lại té nữa các bạn lại té nữa mà kỳ này té lại nặng hơn là bị liệt hết một tay và một chân bị té nặng như vậy đó thì lúc đó đó ba mẹ của bạn cũng vô thăm thì khi mà ba mẹ vô thăm ba mẹ về mới nói với lại hai chị em bạn rằng đó là cái lúc mà vô thăm bà sáu đó, thì bà xin lỗi bà xin lỗi là ba mẹ với lại bà gửi lời xin lỗi hai chị em của bạn nhất là bạn là tại vì bà sáu đã nói những cái lời mà làm cho bạn buồn nhất là cái chuyện mà miệt thị cái lỗ tai dị tật của bạn đó thì lúc đó là hai chị em mới hỏi làm sao mà tự nhiên bả bình thường bả đâu có đàng hoàng vậy bả chửi dữ lắm kỳ dữ lắm mà sau nay tự nhiên bả xin lỗi thì ba mẹ cũng thấy lạ cho nên cũng hỏi thì bả mới thú thiệt á là bà thấy bà nội của bạn bà thấy bà nội về nha mà bà nội chửi bà nó tôi nói cho chị sáu nghe nha chị sáu sao kỳ vậy chị sáu không thương con cháu tôi thì thôi chứ mắc gì hả chị sáu miệt thị nó cái lỗ tai nó dị tật sao á thì nó cũng là cháu của tôi nó cũng là cháu của gia đình dòng họ nó bị dị tật cái lỗ tai thôi chứ có gì đâu mà chị cứ miệt thị nó rồi chị cứ chửi nó vậy để cho nó khóc chị tôi nói chị nghe nha chị mà đụng tới cháu tôi nữa là tôi không có xô chị không vậy đâu tôi á hả là làm cái kiểu khác á là lúc đó chị đừng có trách trời ơi là bà nội của bạn mặc dầu đã chết rất là nhiều năm mười mấy năm rồi nhưng mà vẫn về và thấy cháu của mình á là bị đối xử như vậy đó cho nên bà nội tức bà nội xô bà xáo này các bạn rồi khi mà vô bệnh viện á chắc có nói cái gì cho nên hả là lại xô nữa xô so, làm sao liệt tay liệt chân luôn thì sau đó bà mới hối hận bà mới xin lỗi thì đó là chuyện của một bạn nam kể về bà nội của bạn thì hôm nay thi kể tới đây thôi hôm nay thi kể những cái câu chuyện bình thường nó bình dị nhưng mà nó rất là đời thường hả là nó rất là hay các bạn ha nhất là cái câu chuyện sau cùng rất là hay luôn ông bà cha mẹ của mình mặc dầu đã mất rồi thì hôm trước á là có một bạn á hỏi thi À, bạn bình luận ở trên kênh xong rồi bạn có vô trong inbox á cái bạn hỏi thi rằng là sao hôm trước chị thi nói rằng là khi mà mình ông bà cha mẹ của mình mất đi rồi á thí dụ như nếu mà đã đầu thai đi thì mình không nói còn nếu mà đã siêu thoát luôn á thì làm sao mà vẫn về mà độ cho con cho cháu được thì thiệt tình với các bạn cái kiến thức của thi nó nó không phải là nó 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 nhiều nó không phải bao la rộng lớn như là nhiều bạn đó là có trí tuệ đâu nhưng mà thi biết nha thí dụ như uh, ông bà cha mẹ của mình đầu thai thôi mình nói còn riêng nếu mà đã đi siêu thoát á, nhưng mà thiệt tình siêu thoát là giống như là người ta vô trong một cái uh, một trong một cái cõi mà người ta không có Luân hồi nữa thì người ta sẽ không có còn đau khổ nữa tại vì khi mà mình luân hồi, mình đầu thai thành gì cũng vậy. Có nghĩa là mình vẫn còn cái nghiệp các bạn. Nhưng mà khi mà ông bà cha mẹ của mình được siêu thoát là giống như vô trong một cái cõi đó là không có còn vướng vô vòng luân hồi không có còn vướng vô khổ ải nữa thì ông bà cha mẹ của mình vẫn ở đó lâu lâu á là cũng có về thăm con thăm cháu một lần khi mà thấy con cháu của mình đau khổ quá hay là có chuyện gì đó thì ông bà cha mẹ của mình dẫn độ cho mình được vậy đó chứ không phải là đi siêu thoát rồi cái mất tiêu luôn đâu không có đâu các bạn lâu lâu người ta cũng về có rất là nhiều chuyện đó là giống như là khi mà về còn rủ bạn rủ bè rủ bà con dòng họ để mà về thăm gia đình nữa mà cho nên nó là không phải là siêu thoát là mất tiêu luôn nhưng mà lâu lâu bà cha mẹ mình vẫn về để mà thăm vẫn coi con cháu của mình sống sao các bạn dẫn độ cho mình được cho nên nó là thi trả lời câu hỏi của bạn như vậy. Còn à, thí dụ như à, các bạn nghe chuyện, các bạn thấy có cái câu hỏi nào mà hợp lý hơn, hay hơn đó, thì các bạn có thể bình luận phía dưới ở phần nhận xét để cho cái bạn đó có thể đọc được các bạn ha. thì thôi hôm nay thi kể tới đây thôi. Bây giờ là 10 giờ 34 phút. cho nên nó là hôm nay sẽ có chuyện giải chút xíu các bạn ha. thì à, thi chúc cho mọi người ngủ ngon. thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho thi và những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của thi rồi ngủ ngon các bạn nha xin chào